Rồi các em này sẵn sàng học chưa? Chúng ta trả lời thầy này, sẵn sàng là nhắn tin sẵn sàng nè. Sẵn sàng chưa nào? Nhắn sẵn sàng và nói sẵn sàng. Ta bắt đầu vào học. Rồi ok, chúng ta tương tác rất là tốt. Rồi. Trước tiên là thầy sẽ ôn lại cho các em kiến thức của hai bài trước à, tại vì hôm nay có nhiều bạn mới, ôn lại một tí thôi để các em nắm lại kiến thức à. Cái thứ nhất là rồi nhận biết ánh sáng thì chúng ta phải nhớ các kiến thức sau. Thứ nhất là mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Nhớ là phải có ánh sáng truyền vào mắt nha. Rồi khi nào thì ta nhìn thấy một vật à, muốn nhìn thấy một vật thì khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta, ta mới thấy một vật. Dạ. Yeah. Và nguồn sáng là vật sáng thì các em phải biết nguồn sáng là gì. Nguồn sáng là cái vật mà tự nó phát ra ánh sáng, và đồng thời mình phải biết được một số ví dụ à, ví dụ như là mặt trời, ngọn lửa, đơm đớm, bóng đèn đang sáng. Bóng đèn đang sáng nha, chứ không phải đang tắt à, bóng đèn đang sáng đó, tự nó phát ra ánh sáng nha. Yeah. Rồi vật sáng là gì thì ở đây là ta nhớ vật sáng nó bao gồm luôn, gồm luôn cả nguồn sáng luôn à, nó gồm nguồn sáng thì in đậm, và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Những vật chúng ta thấy trong đời sống bình thường của mình, như là quyển sách nè, mặt trăng nè, mặt trời nè. Mặt trời cũng là vật sáng, tại vì nó là nguồn sáng đúng không, nó gồm nguồn sáng. Cái bàn, vỏ chai sáng chói, trừ những cái vật nào mà nó có màu đen thì không phải là vật sáng thôi. Đó. Thầy có vẽ một cái hình để các em dễ hình dung chỗ này. Nếu như nguồn sáng là một cái vòng tròn thế này, những cái vật sáng trong này ha, thì vật sáng nó bao gồm luôn cả nguồn sáng luôn. Nha. Giống như nguồn sáng là huyện thôi, còn cái vật sáng nó cả tỉnh lận. Được chưa nào? Thì sau cái bài thứ nhất này xong, các em đó có một cái bài trắc nghiệm 10 câu đó các em làm đúng không? Thì chúng ta đã làm. Và thầy đã sọt được 10 bạn xuất sắc, top 10 bạn xuất sắc nhất. Và chúc mừng, đáng khen, rất là đáng khen những bạn sau. 10 điểm hết à, gồm có là Hình Phước Nguyên, Võ Trúc Quỳnh, đúng không? Nhật Thanh, Như Quỳnh, Đình Khiêm, Kim Huệ, Thanh Huệ, Thảo Quyên, Bảo Yến, Tịnh Nhi, Hà Anh và Nguyên Trinh à, thì chúc mừng các bạn này à, các em nhắn tin chúc mừng các bạn này nè, đã đạt điểm 10 nè, và chúc mừng đúng không, chúc mừng các bạn này đó. Thì thời gian làm mà thầy thấy các em làm, có khi các em làm một buổi random luôn à, random 10 giờ, có khi 8 giờ sáng, có khi 11 giờ trưa đó. Chúc mừng nha, chúc mừng 10 bạn này nha. Ok, chúng ta nhắn tin chúc mừng sơ mờ ha, chúc mừng các bạn. Rồi thì sau khi học bài này xong, đây đã có điểm rồi, quay bài 2 ha. Bài 2 như thế này. Bài 2 là bài sự truyền ánh sáng à, chúc mừng các bạn. Rồi chúc mừng. Sự truyền ánh sáng thì chúng ta phải thuộc cái định luật này, định luật truyền thẳng ánh sáng à, định luật truyền thẳng ánh sáng gồm có bao nhiêu từ ha, bạn nào còn nhớ không, luật truyền thẳng ánh sáng bao nhiêu từ. Bữa trước bài này thầy nói rất là rõ rồi đó. Định luật này, ở đây là định luật thì mình phải thuộc, à, thuộc lầu. À. Rồi, định luật truyền thẳng ánh sáng có bao nhiêu từ? À, Thảo My giỏi quá, Thảo My nhớ 15 từ hết, đúng không? 15 từ. Đó là trong môi trường, trong suốt và đồng tính. À, chúng ta nhớ hai từ này, trong suốt, đồng tính nha. Thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Đó, những từ khó mà mình cần nhớ. Trong suốt và đồng tính. Đó. Rồi. Và cái thứ hai thì đường truyền của tia sáng được biểu diễn như thế nào? Nó được biểu diễn bằng một đường thẳng. À, đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. À, mà hình dưới đây các em thấy rõ hơn. Và chúng ta có ba loại chùm sáng. Đây. Đây là đường truyền của một tia sáng này. Đây là đường truyền tia sáng nữa. Thì đây là gọi là một chùm sáng. Chùm sáng là gồm nhiều tia sáng nó hợp thành. À, nhiều tia sáng hợp thành. Thì có ba loại. Đây là chùm sáng gì ha, còn nhớ không, bạn nào còn nhớ không nè, chùm gì đây,
À, rất là giỏi, Vũ Kỳ, Phước Nghiêu giỏi lắm, nhớ rồi đó. Chùm này là chùm song song, rất là dễ. Là gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. À, rồi, chùm tiếp theo là chùm, chùm gì đây? À, đúng rồi, các bạn trả lời rất là nhanh. Đây là chùm hội tụ, chùm hội tụ đúng rồi, giao nhau, chùm hội tụ thì gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng. À, rồi, một cái chùm thứ ba nữa, đó là chùm chùm phân kỳ, giỏi còn nhớ bài, chùm phân kỳ. Chùm phân kỳ thì gồm các tia sáng nó le rộng ra như cái lo đúng không? Như cái lo nó le le rộng ra, chùm sáng phân kỳ. Đó. Đó, thì cái kiến thức của bài 2 đơn giản như vậy thôi. Mà chúng ta phải nhớ. À. Rồi, thì sau khi bài bài 2 xong á thì các em đã làm bài tập và thầy đã chọn được 10 bạn điểm cao nhất. À, top 10 bạn cao nhất do Excel sort lại. Sort lại là thì có bạn Phước Nguyên nè, 10, chúc mừng nha. Phước Nguyên đâu? Phước Nguyên có đây không? Nhắn Phước Nguyên nhắn lên nè. Vũ Kỳ đâu? Nhắn chữ em nè, em có nè. Phước Nguyên, Vũ Kỳ. Bạn Phước Nguyên làm tới 2 lần luôn. À, 2 lần 10. Nên lần sau chúng ta chỉ cần làm 1 lần 10 thôi được rồi, đúng không? Nếu mà làm 9 thì mình làm lại, còn làm 10 thì thôi nha. Phước Nguyên 2 lần 10 nè. À, Trúc Quỳnh nữa là Trúc Quỳnh à, bài 1 cũng 10, bài 2 cũng 10, thầy nhớ nhớ là rồi có những bạn hai bài 10 hết luôn nha. Rồi, Kim Huệ nè, Kim Huệ đâu, Kim Huệ nè, Thảo Quyên nè, Giang nè, bạn Giang thì ghi có một tên Giang không đi. À, Giang rồi, em có Tịnh Nhi rồi, Nguyên Trinh và Gia An. Nguyên Trinh và Gia An chúng ta cần làm lại luôn, tại sao mình sai câu nào đây. À, mới cái chín nè, những bạn khác ở dưới á thì thầy không có nhắn ha. Các bạn khác là chưa có 10 đúng không? Chưa có 10 nên cố gắng làm lại. Rồi, thì bây giờ thầy sẽ sửa cái bài 2 nha. Tại vì nhiều bạn cũng rất là nhiều bạn có khoảng 8 điểm, 9 điểm gì đó, ta sửa bài luôn nha. Sửa bài tập. Và các em nhớ cái link sửa bài tập thì chúng ta nó ở trên YouTube đúng không? Trên YouTube. À, trên YouTube mà trong cái nhóm Zalo đó. Thầy có nhắn ở ghim ghim tin nhắn rồi. Ghim tin nhắn trong nhóm Zalo thì chúng ta vào đó chúng ta coi video và sửa bài tập luôn nha. Rồi thì ở trong cái nhóm Zalo đó, em thấy Zalo chưa, thấy Zalo chưa nè, thầy có ghim cái tin nhắn trên này, em thấy Zalo nhắn cho thầy chưa, thấy nè, thấy Zalo thầy mở ra trên nè, rồi thấy rồi ha, rồi thầy nhắn bấm vô đây nè, cái tin nhắn thầy ghim nè, ha. Ghim này nó không có mất. À, video các buổi dạy đúng không, các buổi dạy thì luôn đây hết, thì luôn đây hết thì các em chỉ cần bấm vào đây thôi, bấm vào đây em mở được cái danh sách các video thầy đã dạy đúng không, thì mới dạy 2 bài, thì có 2 bài đây, 1, 2, thì các em muốn làm bài tập của nó, muốn xem lại video thầy dạy đúng không, để các em nắm bài chắc hơn, nếu chúng ta chưa có được 10 điểm chẳng hạn thì chúng ta phải vào đây mở ra đó. Thì toàn bộ bài dạy này á, thầy làm video này cũng lâu lắm nha, thầy chia ra từng phân đoạn cho các em xem nữa, phân đoạn đó nè, kiến thức nè, khởi động nè, à, đường truyền của ánh sáng nè, rồi 1 la mã, 2 la mã đúng không, rồi dưới đây á thì có gì, kiến thức trọng tâm nè, giúp hiểu sâu nè, rồi mở rộng kiến thức nè, đó thì những kiến thức này nó rất là hay mà nó nâng cao lên nữa, bạn nào muốn xem thêm thì rất là tốt để chúng ta xem thêm nha. Kiến thức này xong cái này cũng phải rất là lâu nha các em. Rồi. À. Rồi, ở dưới đây á thì chúng ta có một cái bình luận á, thì các em cứ bình luận vô đây ha, các em cứ bình luận vô. Bình luận cho thầy biết. Thầy thấy cái nhiều khi là nếu mà các em thấy cái bình luận của các em thì có cái động lực cho thầy dạy, hoặc là thầy sẽ điều chỉnh lại, nói các em nói thầy dạy nhanh quá, em chưa hiểu bài, đúng không? Thầy em nắm, thầy nắm. À. Rồi, ở trên này là nó có cái phần là gì? Bài kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, đây nè các em, đây nè đúng không, em lưu ý đây nha, em bấm vào đây, à, bấm vào đây em mở ra đó, thì nó sẽ mở ra cái bài tập để mình làm đúng không đó. Rồi em thấy cái bài tập chưa, thấy bài tập chưa, rồi chúng ta chọn giới tính ha, đó giới tính, ví dụ chọn giới tính là nam ha, rồi chúng ta cần xem lại thì xem, còn không thì chúng ta xin gõ đây tên của mình, à, ví dụ như là thầy gọi là Trần Minh Thọ chẳng hạn ha,
à, gọi tên như vậy cho nó đầy đủ. Rồi con tiếp. À, rồi bài tập này ra ngẫu nhiên ha, ra ngẫu nhiên nó trộn lại cái 10 câu mà nó trộn thứ tự lại. Rồi bạn nào chọn phương án nào đây? Trong hình 2.3, hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không khí vào nước? Ánh sáng từ không khí vào nước. À, nhiều bạn chọn B quá, đúng rồi, giỏi ghê. Chọn B đúng không? B đây là hình đây, ánh sáng vào nước thì bị gãy, hoặc ánh sáng vào thủy tinh cũng bị gãy. À, và đây gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Ở lớp 9 các em sẽ được học. À, nhưng các em chỉ cần biết ở đây là môi trường không đồng tính, à, trong suốt nhưng không đồng tính thì nó bị gãy này. Rồi. Nếu một môi trường trong suốt mà không đồng tính thì ánh sáng có thể truyền theo đường nào? Một môi trường thôi á. À, hai môi trường thì nó gãy, nhưng mà một môi trường thì nó đường nào? À, nhiều bạn nói là đúng rồi, đường cong chứ không phải là thẳng nữa, cũng không thể tròn được, không thể nhất chắc được, đó là đường cong. Giỏi. Đúng rồi. Em tương tác tốt lắm. À, nhiều bạn nhắn lên. Câu này, khi biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì? Khi biểu diễn các tia sáng, mũi tên cho ta biết điều gì? Hướng truyền của ánh sáng, đúng rồi, nhiều bạn nhắn đúng rồi, hướng truyền của ánh sáng. Chứ không phải là ánh sáng đi nhanh hay đi chậm gì hết nha. Ánh sáng đi thì rất nhanh rồi, 300.000 cây số trên một giây. À, 300.000 km trên một giây. À, sẽ đi rất nhanh. Rồi, cái câu này chúng ta cẩn thận bị nhầm. Cái lỗ nằm đây là nha, chứ không phải cái lỗ này chữ O, đây là chữ O nha. Còn cái lỗ bìa nằm đây nè. À, đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục lỗ thủng nhỏ ô này. Đặt mắt ở vị trí nào bên kia để nhìn thấy. À, nhiều bạn chọn phương án nào? À, chữ H. Chữ H nghĩa là phương án B, đúng không? H là phương án B, chính xác. Chứ các em đừng có soi đây đúng chữ K nha. Đây là chữ O, đây là cái lỗ ha. Là H. Đấy. Rồi, giỏi quá. Tiếp tục. Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng. Điền chỗ này, điền vô, điền dấu gì? Chữ gì đây? Hội tụ trên đường truyền của chúng, giao nhau leo rộng ra, không giao nhau bên cạnh nhau. À, nhiều bạn trả lời là A, giao nhau đúng rồi. Giao nhau. Rất tốt, các em tương tác rất tốt. Rồi. Giỏi, giỏi. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng chùm tia phát sáng ra từ dây tóc bóng đèn đang sáng? À, hình nào hình A, đúng rồi, hình A phát ra. À, hình A. À, câu này góp ý của em có ý gì không cũng được, câu này không bắt buộc. Trong trường hợp nào dưới đây ánh sáng truyền theo phương thẳng, đường thẳng á, phương thẳng, rồi phương thẳng. Môi trường trong suốt có đủ chưa? Chưa đủ. Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác là bị gãy liền, gãy khúc liền, câu B là gãy liền. Trong môi trường đồng tính cũng chưa đủ, đúng không? Đồng tính cũng chưa đủ mà gọi là gì? Trong suốt và đồng tính. Đó, trong suốt và đồng tính mới đủ. Đúng rồi, câu D, nhiều bạn chọn đúng lắm. Cái này, chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin phát ra có tính chất nào sau đây? À, tính chất gì? Để mình thấy rồi, nó le ra đúng không? Tính chất. Ok. Rồi. Con sẽ đâu? Lúc nào học hay kia. Không có con. Giờ đây ông giải bài tập khác. Không có làm bài mới khác. Chứ là tự giảng không có sách. Bạn quên bật cái mic. Rồi. Đi từ vào chỗ trống. Định luật truyền thẳng ánh sáng thì trong môi trường như thế nào? Trả lời, mình phải trả lời đây. À, em sẽ làm quen. Trả lời cho chính xác, không có được gõ chữ ho nha. Trong suốt và đồng tính. Mình ghi chữ thường thôi, trong suốt và đồng tính. Các bạn trả lời luôn cả một cái định luật luôn. Nhắn lên là cả định luật luôn, là trong môi trường trong suốt và đồng tính là sai. Chúng ta chỉ điền từ gì? Từ trong suốt thôi, đúng rồi, Hà Anh Gia Lâm rồi đó, điền đúng rồi đó. Đó. Vậy các bạn làm sai hỏi thầy xong các bạn khác để nhắn luôn. À, em á, à Gia An á, đúng rồi. Đúng rồi, chỉ hai từ thôi chứ, đúng không? Hai từ. Rồi. Chùm sáng song song gồm các tia sáng. À, phương án là A, C, không giao nhau học bội, đúng rồi đó, phương án C, tốt quá. Ừ. Rồi một câu nữa ha. Chùm sáng phân kỳ thì gồm các tia sáng. Chùm sáng phân kỳ gồm các tia sáng, rồi đúng rồi, gồm các tia sáng gì? Le rộng ra trên đường truyền của chúng đó. Vậy nếu em làm đúng hết 10 câu này là thầy bảo đảm là các em đã nắm chắc cái bài này.
ha, tại vì những câu hỏi này là đầy đủ kiến thức của bài hết nha. Rồi gửi thì chúng ta xem, rồi mình xem điểm số đúng không, xem điểm số đó thì nó hiện ra điểm số của mình. À, 10 trên 10 là chúc mừng, chúc mừng đúng không, thầy bảy các em đã làm đúng hết 10 trên 10. À, và dưới đây nếu mình có sai á thì xuống đây á, những câu mà mình đánh dấu ít là mình sai, còn những câu đánh dấu tích thì là đúng ha, tích là đúng chưa? Đó rồi, ok. Vậy bạn nào làm dưới 10 thì sao, làm lại nha, xem video này rồi thì giờ làm lại để chúng ta nắm chắc kiến thức được chưa? Rồi vậy thì lần nữa là chúc mừng các bạn đã được 10 điểm ha, chúc mừng các bạn đã 10 điểm. Chúng ta phải cố gắng lên, danh sách những bạn 10 điểm trong các bài cuối cái buổi khoảng tái chế buổi gì đó, thầy sẽ tổng kết cho các bạn bốc thăm may mắn đúng không, bốc thăm may mắn và sẽ nhận một phần thưởng gì đó của thầy, và thầy sẽ đề nghị phụ huynh thưởng nữa cho em nữa, tại vì bạn nó làm 10 điểm 10 điểm 10 điểm 10 điểm rất là nhiều lần và trúng thăm may mắn nữa nếu có nhiều bạn như vậy ha. Nha, rồi ok, được chưa, thích không, thích phần thưởng không các em? À, như vậy thì mình phải làm 10 và cho thầy cho phép các em được làm lại cũng được nha, được làm lại, được làm lại cũng được nha. Rồi bây giờ các em thấy lại bô bô bôn cho, thấy bảng điểm cho thầy lại trên nè, thấy bảng điểm lại trên nhắn thầy biết để thầy thấy lại cái bảng điểm top điểm cao bài 2 chưa, thấy chưa, thầy đang chia sẻ bô bô bôn, các em thấy chưa, thấy rồi hả? Rồi thì giờ bắt đầu chúng ta vào bài học nha. Rồi bài học hôm nay nha. Sẵn sàng chưa? Nhắn chữ sẵn sàng vào bài học nè. Bài học hôm nay. Rồi. Và khi thầy làm video lại thì thầy có phân đoạn. Thì cái đoạn đầu các em không cần xem lại cũng được. Thì các em xem ở đoạn này cũng được. Bấm rất là nhanh qua nha. Rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Rồi sẵn sàng vào. Đây các em đã xem video thầy gửi chưa? À thầy đã gửi hai video đúng không? Xem chưa? Chúng ta nhắn là xem chưa hay xem rồi, dạ rồi, ừ, dạ rồi, rồi. Chúng ta xem, nè, còn nếu như chúng ta chưa xem, thì chúng ta có thể quét cái mã này, cái điện thoại hoặc bấm link để chúng ta xem. Nhưng mà bây giờ thì không kịp rồi, chúng ta phải sau buổi học thôi ha. Rồi, trong Zalo á. Rồi bây giờ cái xem cái này á thì chúng ta thấy được là gì, biết được những cái từ khó là gì, nhật thực này đúng không, nguyệt thực nè, rồi gì nữa, bóng tối nè, bóng nửa tối nè. Giờ thầy hỏi một câu thử trong video này để các em biết nha, mỗi năm thì trái đất mình á có khoảng ít nhất là bao nhiêu lần nhật thực, anh nào còn nhớ không, trong video có nói không? Ô Phước Nghiên giỏi quá, Lê Hy cũng vậy, hai lần, giỏi đúng rồi, các em nhớ hay quá, à, các em đã nắm được, xem video mình nắm được cái điều đó, đúng không? Rồi, giỏi quá, giỏi. Và nhật thực thì xảy ra ban ngày hay ban đêm ha? Ngày hay đêm? Ban ngày. À, nhật thực có nhiều ban ngày, đúng rồi, giỏi, đúng rồi, tốt. À, vậy là các em đã xem video rồi, đúng không? Rồi, tốt. Mỗi năm thì mình có ít nhất là hai nhật thực, nhưng mà cũng tối đa không được quá năm đúng không, năm lần nhật thực thế giới của mình. Rồi và chúng ta đã xem cái hình video tạo bóng bằng tay chưa, tạo bóng bằng tay nữa, anh này là anh thi tài năng đúng không, okay. À, thi tài năng tạo bóng bằng tay, ô anh tạo bóng rất là nhiều đúng không em, con người con chó đó. Thì đó là những cái bóng anh tạo, đó là cái bóng tối á, bóng tối từ bóng tối này đẹp. Có liên quan đến bài học hôm nay của chúng ta nha. Khi nào thì có bóng tối và khi nào thì có bóng nửa tối. Bóng tối là cái gì? Bóng nửa tối là cái gì? Đúng không? Không phải à, mình sẽ được. Không. Để. Rồi, mình sẽ được học trong bài hôm nay. À, rồi. Okay. Rồi, xong chưa? Vào bài nha. Bài số 3. À, bóng tối và bóng nửa tối. Em ghi bài đi ha. Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Bóng tối, bóng nửa tối. Rồi cái phần ghi đờ một thôi, ta không có ghi mấy câu nhỏ dưới đây, mấy chữ nhỏ dưới đây, từ ngày thầy nói thì ghi. À. Rồi nè, các em thấy cái thí nghiệm này nè, bố trí thí nghiệm như cái hình này. Thí nghiệm này chúng ta gồm có những dụng cụ chính nè, bạn nào nhắn cho thầy nè. Mấy dụng cụ chính, dụng cụ đâu,
không thu được cái gì đâu. Máy, máy dụng cụ chính nè. Đây nhìn thử rồi. À, Minh Đạt giỏi lắm. À, anh Phước Yên rất giỏi. Ba dụng cụ chính. Cái thứ nhất là một cái nguồn sáng nhỏ, đúng không? Nguồn sáng nhỏ, ống điện pin nhỏ. Thứ hai là một cái vật cản, cản. À, và thứ ba là một cái màn trắng. Cản này có thể là một cái miếng bìa gì đó. À, màn trắng. Thì bây giờ mình làm thí nghiệm sao? Mình sẽ mở đèn. Mở đèn nha. À, và làm, để làm gì? À, mình sẽ mở đèn rồi mình xem nè. Chỉ ra ở trên cái màn trắng đó, cái vùng sáng, cái vùng tối. Và giải thích vì sao các vùng đó lại tối hoặc sáng. Giờ thầy mở đèn nha. Mở đèn. Đó. Chúng ta thấy trên cái màn trắng này nó có hai cái vùng chưa? Em thấy chưa? Thấy vùng sáng và vùng tối chưa nè? À, vùng mà thầy đang đỡ tay con chuột ở đây là vùng gì? Vùng gì đây? Sáng hay tối? À, vùng gì? À, Vũ Kỳ giỏi lắm. Vùng này là vùng vùng sáng. À, vùng sáng. Còn cái vùng này là vùng vùng tối, đúng rồi, vùng tối. À, hai vùng rất là rõ ràng, vùng sáng chưa? Và đây chính là vùng tối. À, vùng tối. Rồi. Bây giờ mình giải thích vì sao cái vùng này lại sáng vậy? Vì sao cái vùng này lại sáng kia? À, vì sao cái vùng này lại sáng, thầy sẽ bật mic cho các em nói nha. Rồi, bạn nào nói thì có thể bật mic để nói ha. À, bạn Vũ Kỳ nói là vì nó đèn chiếu tới đúng không? Vì không bị tấm bìa chi, không bị tấm bìa chi hả? Không bị tấm bìa chi cũng chưa đầy đủ. Vì có đèn chiếu vô, à, vì nó nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Bạn Nhật Thanh trả lời rất là chính xác, rất giỏi. Vì nó nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới thôi, đúng không? Nhận ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Chà, rồi, Thanh trả lời chính xác. À, vùng sáng là vì nó nhận được ánh sáng từ bóng đèn bị truyền tới. Đúng chưa? À, rồi. Như vậy thì bạn nào vẽ xóa đi, các bạn nào vẽ rồi vậy? Rồi, chúng ta đừng có vẽ. Khi nào thầy kêu vẽ. Ok, vậy thì tại sao cái vùng kia lại là tối? Vùng tối, vì sao vùng tối? Vùng tối có màu gì? À, vùng tối có màu gì? Vì sao như vậy? Vì nó không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Steven, Steven rất là hay. À, vùng tối thì có màu đen. Dựa vào câu trả lời của bạn Nhật Thanh thì Steven đã trả lời là vì nó không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Chính xác. À, rồi, ok. Như vậy thì đây là vùng tối có màu đen vì nó không nhận được ánh sáng, à, từ bóng đèn pin truyền tới. Vì sao vậy? Vì cái ánh sáng từ ngọn đèn chiếu tới đó, nó bị cái màn trắng này, cái màn trắng này bị cái vật cản miếng bìa, vật cản miếng bìa này che lại, nha, che lại. Như vậy ở đây là vùng tối, nha, các em ha. Rồi. Và cái này người ta gọi đó là bóng tối luôn nha các em, bóng tối luôn. À, bóng tối. À, thì đây là cái hình thực tế các em thấy, các em thấy hình này gần như thực tế nè, các em thấy rất là rõ ha. À, đây là cái nguồn sáng nhỏ chiếu tới thì bị cái vật cản là cái miếng bìa này che cái vùng này gọi là vùng tối hay còn gọi là bóng tối. Bóng tối. À, vậy thì mình điền từ vào đây ha. Từ gì ở đây? Trên màn trắng đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng. Thiếu chữ Quỳnh ơi. Thiếu chữ Kim Hệ. Nguồn sáng. À, Trịnh Nhi. Trịnh Nhi trả lời đúng rồi. Có chữ truyền đó phải không? Đúng rồi. Nguồn sáng truyền tới. À, nguồn sáng truyền tới. Nguồn sáng truyền nữa. Nguồn sáng truyền thôi. À, nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối. À,
Rồi bây giờ cái thí nghiệm thứ hai, cái thí nghiệm này ở hình 3.2 này, bây giờ người ta thay cái nguồn sáng nhỏ, thay nguồn sáng nhỏ nha, bằng cái nguồn sáng lớn hơn, nguồn sáng lớn hơn nè, nguồn sáng lớn nè, cái miếng bìa là vật cản nè, rồi đây là cái màn trắng nè, cái màn trắng. Bây giờ sao đây? Bây giờ mình sẽ làm sao quan sát cái gì? Hãy chỉ ra trên màn trắng vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ, nhận xét về độ sáng của vùng còn lại so với hai vùng trên và giải thích vì sao cái sự khác nhau đó. Thì câu số 2. Rồi các em chờ thầy tí nha, có cuộc gọi điện. Rồi, thầy đang dạy các cuộc gọi điện đó. Rồi, mở đèn ha, giờ mở đèn các em sẽ thấy nè. Mở đèn. Bây giờ chúng ta thấy nó có mấy vùng. Nãy mình thấy có hai vùng, một vùng sáng, một vùng tối. Bây giờ mình thấy mấy vùng rồi. Nó có ba vùng rồi đúng không các em? Có ba vùng rồi, các em rất là nhanh. Các bạn lanh quá, rất giỏi. Ba vùng. Thì ba vùng này như thế nào? Vùng bóng tối là mình biết rồi. Vùng tối hồi nãy, đúng không? Cái vùng thứ hai, cái này là vùng, người ta gọi đây là vùng bóng nửa tối. Nó mờ mờ đó các em, vùng bóng nửa tối. Vì cái vùng này nó chỉ nhận được một phần ánh sáng từ ngọn điện, từ cái đèn điện truyền tới thôi. Nhận được một phần thôi. Còn cái vùng này, tất nhiên là cái vùng này là vùng được chiếu sáng đầy đủ. Cái miếng bìa không có che được cái vùng cái này. Còn miếng bìa nó che hết cái ngọn đèn luôn ở vùng này, cho nên là màu đen. Nó chia được một phần thì cái vùng này sẽ là vùng bóng nửa tối nha. Tại vì cái bóng đèn nó bự quá, nó to, đúng không? Nguồn sáng lớn. Cho nên cái miếng bìa này nó không chia được hết thì chỗ này nó sẽ xuất hiện một cái vùng mới này. Và người ta gọi đây là vùng bóng nửa tối. Dạ, đó, ba cái vùng này. Đó, thì đây là với hình ảnh thực tế, các em thấy nó mờ mờ vậy, chứ không phải như cái hình đó, nó lý tưởng ha. Hình này cái bóng đèn to nè, vùng sáng lớn nè, thì sẽ có cái vùng này vùng sáng đây nè, vùng sáng nè, vùng mờ mờ đây nè là vùng bóng nửa tối nè, còn cái vùng đây là vùng bóng tối, bóng tối, bóng tối. Thì đó mình có nhận xét gì nè, trên màn trắng đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận được ánh sáng từ của nguồn sáng truyền tới gọi là bóng nửa tối. Từ nguồn sáng truyền không? Từ NST chưa phải, bạn nào nhắn được chữ này. Từ một phần của nguồn sáng. Các bạn Tịnh Như nhắn gần đúng rồi đó. Từ một phần đúng không? Một phần đúng rồi. Phải có chữ một phần. Một phần thôi. Bóng điện này to quá. Cho nên cái màn trắng nó chia không có hết, cho nên nó có một phần ánh sáng từ cái nguồn nó truyền tới được, đó là từ là một phần, từ một phần, và nhớ từ này là cái chữ một phần, đúng chưa? Cái bóng tối này nó nhận được một phần, còn cái bóng nửa tối nhận một phần, đó. Bóng nửa tối nhận được một phần. Rồi, vậy từ đây chúng ta rút ra được cái kết luận. Để ta biết là bóng tối là gì, bóng nửa tối là gì. Chúng ta trả lời hai câu hỏi sau. Vậy thì bóng tối nằm ở đâu? Và có nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới hay không? Ta trả lời câu hỏi này. Bóng tối nằm ở đâu? Nằm ở đâu so với cái vật cản? Nằm ở
trước hay ở sau? À, Bảo Yến, cái này đúng rồi. Bóng tối thì nằm ở ở sau hoặc cản, à, phía sau hoặc cản. Nó có nhận được ánh sáng không các em? Có nhận được ánh sáng không? Lê Lâm, đúng rồi. Thanh cũng đúng rồi, nằm phía sau. Và nó không, đúng rồi. Nó không nhận được, không nhận được. À, bóng tối nằm phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Đó, các em ghi bài ha, ghi bài câu này không? Rồi. Rồi chúng ta ghi bài xong mình nhắn cho thầy chữ xong để thầy tiếp tục nha. Bóng tối nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Rồi, các em xong rồi không? Rồi, xong. Rồi tiếp tục, câu hỏi thứ hai là dành cho bóng nửa tối, đúng không? Bóng nửa tối. Bóng nửa tối thì nằm ở đâu? Và nó có nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới không? Nhận như thế nào đây? Bạn Phước Nghiên lanh lợi quá rồi, Phước Nghiên nhanh quá. Bạn Phước Nghiên trả lời là nhận được một phần. Cũng ở phía sau luôn, Bảo Yến Mai Thi giỏi, đúng rồi. Thì nó cũng nằm ở phía sau, đúng rồi, nó nằm ở phía sau giống như bên trên này, nhưng mà nó khác ở chỗ là nó nhận được ánh sáng từ một phần, nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới, nhận được một phần, một phần. À. Thì ở đây khi người ta hỏi bóng tối, bóng nửa tối là gì, các em trả lời hai câu hỏi này là đạt điểm tối đa ha. Khi chúng ta trả lời thì chúng ta lưu ý là giống nhau của nó là đều nằm ở phía sau hoặc cản, khác nhau là bóng tối thì không nhận được ánh sáng gì hết, không nhận được ánh sáng nào hết, còn bóng nửa tối thì nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng. Kem ghi bài ha, ghi là xong thì nhắn thầy để thầy biết thầy qua nha, về học từ từ thôi ha. Rồi, thầy ghi xong rồi đúng không? Rồi, xong chúng ta tiếp tục nha. Ok, đây. Có những cách để mình tạo ra bóng tối bằng tay. Rất là đẹp. Các em đã xem video rồi đó. À, thì ở đây các em có thể dựa vào cái hình này. Mấy cái hình này. 1, 2, 3, 4, 5. Để các em làm thử. À, và đây coi như là một cái bài tập về nhà cho các em làm ha. Các em... lấy điện thoại của mình đúng không? Em quay lại thử khoảng một phút thôi, em làm cho thầy trong mấy cái hình này, chọn hai ba hình là cũng được. Mình quay khoảng 15 giây đến một phút, mình làm được mấy cái này hay không? À, Vũ Kỳ làm được ba hình đúng không? Rồi em làm được, em quay một đoạn video nhỏ nhắn lên Zalo để các bạn cùng xem đúng không? Em không có quay được hả? Có điện thoại là quay được thôi. Bạn nào có điện thoại chúng ta cứ quay ha. Cái bài này thì không bắt buộc, tuy nhiên những bạn nào làm được chúng ta đưa lên cho các bạn cùng xem nha. Mình tập là thầy hay làm nhất là con chó, là con chó rất là dễ, con chó ở đây nè, ở đây là con chó rất là dễ nè. À. Rồi được chưa? Rồi coi như là mình học rồi, mình có thể chơi đó, tập thì thấy cái con chó là dễ nhất là con chó này, con chó hình này mình sẽ nằm. Rồi như vậy thì cái bóng tối và cái bóng nửa tối này nó có liên quan gì? Nó có liên quan gì đến nhật thực và nguyệt thực ha? Có liên quan gì đến nhật thực và nguyệt thực? Thì một lát nữa chúng ta sẽ biết. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập
nhả nhả thử cái nắm được câu này không? Đấy, bài này yếu tố mà quyết định chỉ có bóng tối được tạo ra, không có bóng nửa tối. À, em nhìn lại hai cái thí nghiệm này đúng không? Trên này chỉ có bóng tối thôi, dưới này thì lại có bóng nửa tối nữa, bóng tối luôn. Nhưng mà cái yếu tố nào quyết định chỉ có bóng tối được tạo ra thôi? Yếu tố nào? Ánh sáng mạnh hay là cái gì? Hay là nguồn sáng kích thước nhỏ? Hay là màn trắng ở gần nguồn? Hay là vật cản ở xe màn trắng? Hai thí nghiệm này bạn nào có để ý được cái sự khác nhau không ha? Ủa, cái ánh sáng của cái bóng đèn lớn nó không mạnh à? Ánh sáng của bóng đèn lớn không mạnh à? Cái ánh sáng nãy giờ thầy nói hai cái trường hợp ánh sáng nó có phải là một ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu không? Mà em trả lời ánh sáng mạnh nè. À, nhiều bạn đã trả lời vậy. Hai cái thí nghiệm này các em để ý được rồi. Giỏi lắm. Gia Huy, Nguyễn, Trinh, Lễ, Mai Thi, Hiếu Nguyễn, Vũ Kỳ, rồi trước nữa, Minh Đạt, Gia Lâm nữa. Rồi, nguồn sáng có kích thước như thế nào các em? Nguồn sáng kích thước nhỏ, đúng không? Thì sẽ tạo ra bóng tối. Còn đây nguồn sáng kích thước gì? Lớn thì sẽ vừa có bóng tối vừa có bóng nửa tối. Chứ mạnh thì độ mạnh, nãy thầy nói độ mạnh không? Mạnh như nhau thôi nha, mạnh như nhau. Rồi, phải chọn phương án B. Phương án B. Tình bục. Dạ. Yeah. Rồi. Giờ câu này chắc là 100% đúng nè. 100% đúng. Ai nhắn nhanh thử câu này nha. Câu tiếp theo nha. Yếu tố nào quyết định sẽ tạo ra được bóng nửa tối? Yếu tố nào? B. À, yếu tố là câu B đâu, nhắn quá trời luôn, đúng hết 100% ha. B. Kích thước lớn. À, hai câu này. Tôi chú ý ha. À, kích lớn. À, bạn có chia sẵn luôn cho một câu luôn. Rồi, như vậy mình đã nắm chắc được bóng tối, bóng nửa tối. Bây giờ mình sẽ qua giải thích cái hiện tượng là nhật thực và nghiệp thực nha. Nhật thực và nghiệp thực như thế nào đây? Đây. Những cái hình ảnh này cho chúng ta thấy. Theo các em thì bên nào là nhật thực, bên nào là nghiệp thực nào? Bên này bên trái, bên này bên phải. Nhật thực ở bên nào? Nhật thực bên trái hay nhật thực bên phải? Đây là hình ảnh về nhật thực và nghiệp thực. Nhật thực ở bên. À, nhiều bạn giỏi quá ha. Không ngờ không biết được luôn. Đó là nhật thực ở bên trái. Nhật thực ở bên trái chứ phải bên phải. Có một bạn trả lời sai à. Nhật thực ở bên trái. Còn bên này là nghiệp thực. Đây là nhật thực, nghiệp thực. À, những hình ảnh về nhật thực và nghiệp thực. Vậy thì nhật thực xảy ra khi nào đây? À, đây qua một hai là mã nhật thực, nghiệp thực. Một là nhật thực. À, muốn biết được nhật thực, nghiệp thực thì các em phải nắm được các hành tinh trong hệ mặt trời. Và bạn nào còn nhớ được không ha? Mặt trời chúng ta gồm có 9 hành tinh phải không? Rồi, thầy còn nhớ đầu tiên là gì ha? Mặt trời là rồi, xong tới gì? Sao thủy đúng không? Sao kim, rồi tới trái đất xong tới sao hỏa. À, có nhiều bạn trả lời rất tốt ha, sao hỏa xong tới gì? À, mộc, đúng rồi, giỏi quá ha. Mộc xong tới thổ. Mộc thổ đúng rồi. Rồi. Mộc thổ xong tới gì nữa? Hải vương, thiên vương à, thiên vương trước thiên vương rồi tới hải vương và diêm vương. Ok. Chúng ta xem cái video này ha, để thầy nói về mặt trời. Nó có tính hành tinh đâu thầy. Diêm vương nó đâu có đủ yếu tố là một hành tinh đâu thầy. À. Rồi. Cái đó thì thiên vương hả? Thiên vương á thầy. À, thiên vương không đủ yếu tố là hành tinh ha. Rồi, chắc kiến thức của thầy bị cũ cho đó rồi. Thầy xem lại.
và chúng ta xem cái video về hệ mặt trời đây ha, các ba cái hành tinh này, thứ nhất là về trái đất. Các em thấy cái video nó có chạy, nó có bị lag không? Trái đất chúng ta nghiêng 23,5 độ đúng không? Nghiêng 23,5 độ. Còn đây là ảnh của cái mặt trăng. Mặt trăng quay quanh trái đất. Quay quanh trái đất. Lát hả? Lát. Rồi chúng ta nghe thầy nói cũng được, mặt trăng quay quanh trái đất. Rồi. Và trái đất thì quay quanh mặt trời đúng không nha? Mặt trời. Mặt trăng quay quanh trái đất. Dạ. Yeah. Mẹ mở ra giúp coi. Con lộ tay ấy không? Rồi thì trong quá trình mà mặt trăng và trái đất chuyển động á thì có trường hợp đặc biệt. Có trường hợp đặc biệt. Cho nên thầy sợ là bị lát nên thầy đã cho các em xem trước cái video á, mấy video đó, đặc biệt nè. Đây. Đó. Là cái lúc này thì sao? Trái đất, mặt trời và mặt trăng như thế nào các em? Đặc biệt chỗ nào? Đó, đặc biệt chỗ nào? Đây là ba hành tinh này nó đang gì? Nằm trên một cái đường thẳng hàng. Đúng rồi, Vũ Kỳ giỏi lắm. Ba hành tinh này nằm thẳng hàng. Thì lúc này ánh sáng từ mặt trời, các em xem như đó là nguồn sáng đúng không? Cái nguồn sáng cái đèn pin của mình, thí nghiệm mình nãy đó, nguồn sáng. Còn ở đây chính là cái vật cản, ha, cái vật cản. Còn trái đất mình như là cái miếng bìa, thì ở trên này nó sẽ có vùng bóng, bóng tối và vùng bóng nữa, nửa tối. Đó. Cho nên lúc này người ta gọi đây xảy ra hiện tượng là nhật thực, ha, nhật thực. Và cả hai cái nhật thực là nhật thực toàn phần và nhật thực một phần, nha, nhật thực một phần, nhật thực một phần. À. Rồi đây là những hình ảnh về nhật thực. À. Thì lần lần cái mặt trời bị chia khúc, đó, bị chia lần hết. Ở đây là nhật thực toàn phần. Còn những cái này là nhật thực một phần, à, một phần ánh sáng mặt trời chiếu tới mình thấy được một phần ánh sáng nè, à, chia hết thì nó sẽ nhảy ra lại. À, đó, khi người ta mô phỏng bằng cái hình thì các em thấy, à, đây là mặt trời, mặt trăng và trái đất. Lúc này trên trái đất sẽ xuất hiện nhật thực khi ba cái hành tinh này nó thẳng hàng. Rồi, như vậy thì hỏi nè, nhật thực là xảy ra vào ban ngày hay ban đêm? À, và khi đó mặt trời, mặt trăng, trái đất có vị trí như thế nào? Và mặt trời bị cái gì che khuất? À, các bạn trả lời rồi, ban ngày, đúng không? Ban ngày. Rồi, khi đó vị trí như thế nào? Vị trí ba hành tinh là như thế nào? À, vị trí là chúng thẳng hàng, đúng không? Chúng thẳng hàng. Đúng rồi, thẳng hàng. Rồi, mặt trời thì bị cái gì che khuất? Mặt trời bị mặt trăng che khuất. Đúng rồi. Rất tốt. Và nhật thực xảy ra ban ngày. Các em không cần ghi cái này, chưa cần ghi, không ghi nào, biết thôi. Nha. Đó, khi đó mặt trời thì nó cùng nằm trên một thẳng hàng. Và các bạn nhớ luôn nha, lúc này thì mặt trăng nằm chính giữa, mặt trăng nằm chính giữa. Và mặt trời bị mặt trăng chia khúc. Đó. Cái này chúng ta không cần ghi, biết thôi. Thì mình phải nhớ được ba cái yếu tố này nhưng mình không có cần ghi. Rồi. Đây, cái mô phỏng để các em thấy rõ hơn ha. Như vậy thì ở cái vị trí đây là vùng bóng tối, thì ở vị trí này chính là hiện tượng nhật thực toàn phần, ha, nhật thực toàn phần.
không tốt nè, nhập thực toàn phần nha, toàn phần nghĩa là bị chia hết, cũng không tốt, chia hết, nhập thực toàn phần. Thì lúc này là sẽ quan sát được ở vùng bóng tối của mặt trăng trên đó, nhập thực toàn phần, nha, nhập thực toàn phần quan sát được ở chỗ có bóng tối của mặt trăng trên đó. Còn ở đây là nhập thực một phần, nhập thực một phần chỗ nào, chỗ này, đúng chưa? Chỗ này, vùng mờ mờ đây, đây là vùng bóng, bóng nửa tối, nha. Thì nhập thực một phần quan sát được ở chỗ có bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất, bóng nửa tối, chưa? Đây này là hiểu được cái vấn đề này chưa? Hiểu được chúng ta nhắn chứ hờ nè, hờ là hiểu rồi. Mai Thi hiểu rồi, ok. Kim, rồi Thảo My, Yên Quế Chi là rất là nhiều bạn nhắn rồi, hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi. Thôi. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn thấy nhập thực toàn phần á, thì nó chúng ta phải đứng ngay dưới đây mới thấy được. Và nó rất là may mắn để mình thấy được đúng không? Để mình thấy được. Còn hầu hết thì chúng ta sẽ thấy cái vùng nhập thực một phần nó rộng lắm, nhập thực một phần nó rộng hơn. Nha. Còn đây là vùng sáng bình thường, còn bên này là ban đêm, nha. Ok. Rồi bây giờ các em sẽ ghi bài vào cái thằng này, nhập thực toàn phần quan sát được ở chỗ có bóng tối trong mặt trăng trên trái đất. Sẽ ghi bài thằng này vào, và nhập thực một phần. Chú ý nha, nhập thực toàn phần thì bóng tối, mà nhập thực một phần thì là bóng nửa tối, thì im lặng. Chúng ta ghi bài phần này. Rồi, giờ em ghi bài nhanh quá, xong rồi. Xong. Rồi, các em ghi bài xong rồi không? Và chúng ta đã nắm được nhập thực là có hai loại nhập thực toàn phần, nhập thực một phần. Mà ở trong video thì cho các em xem á, nó còn có một loại nhập thực thứ ba nữa đúng không? Thực bình khuyên nữa đúng không? Đó là chúng ta xem kiến thức mở rộng tên. Những cái này mình chỉ cần yêu cầu mình biết hai này thôi. Nha. Rồi. Và câu sơ ba người ta hỏi giải thích là vì sao? Rồi giải thích vì sao đứng ở nơi có nhập thực toàn phần thì ta lại không nhìn thấy mặt trời, thấy trời tối lại. Thì mình đứng ở nơi có nhập thực toàn phần là mình đứng ở vùng nào? Mình đứng ở vùng nào? Chắc cái này các em phải trả lời bằng miệng, nó nhắn tin hơi dài quá ha. À đúng rồi, chúng ta nhắn từ khó cũng được. Đứng ở vùng bóng tối nha. Bóng tối. À, bạn nào có thể nói được thì nói ha. Ai nói được chúng ta nói đi. Tại vì lúc đó chúng ta đang đứng ở vùng bóng tối. Không nhận được một ánh sáng gì từ mặt trời chiếu tới hết thì nó phải tối thôi nha. Quan trọng là người ta đang đứng trong vùng bóng tối của mặt trăng, ánh sáng mặt trời chiếu tới khu vực có nhập thực toàn phần này là bị mặt trăng che hết rồi, cho nên thấy trời tối lại. Và lúc đó kia mình thấy là gà tự nhiên nó gáy, nó đi ngủ. Gà đi ngủ cho mấy gái, nó đi ngủ, nó tìm đi ngủ, nó tưởng là đỡ tối, nó chui lắm ha, những hiện tượng xảy ra lúc đó. Rồi,
mình thì mình biết, mình nhìn lên mình xem đúng không? Mình, nhưng mình nhớ khi mình xem thì mình phải dùng kính đặc biệt. Thế nếu như mình xem bằng kính bình thường như tấm phim hoặc là cái gì màu đen đó thì không có đúng, không đúng thì nó hư hại mắt mình. Hồi đó thầy lấy cái thau nước, bỏ cái gương dưới thau á, đúng không? Bỏ cái gương dưới thau, nhìn dưới thau á, thấy thấy thì nó an toàn nhất. À, không biết khi nào mới thấy được nữa. Đúng rồi, hiếm khi xảy ra ở nơi của mình. Đúng không? Rồi, cái nhật thực thì chúng ta quan sát nó không an toàn, cho mình nghiệp thực thì không sao, nghiệp thực mình muốn quan sát thoải mái luôn. Nghiệp thực thì sao? Và nghiệp thực thì sao? Hồi xưa, à, người xưa người ta cho rằng khi mà có nghiệp thực á, nghiệp thực tức là mặt trăng bị ăn á, thực là ăn á, nghiệp là mặt trăng đó. Nghiệp thực là sao? Tức là có một cái con gấu, à, con gấu lớn ở trên trời, gấu này nè, à, các em thấy hình chưa? Gấu lớn này nói sao? Nó nuốt cái mặt trăng, đúng không? Nó nuốt mặt trăng, ăn mặt trăng. Cho nên đó, mọi người sao? Mang này, à, người ta nói về con gấu trời mà, gấu khổng lồ á. Cho nên là mọi người sẽ mang cái mâm đồng, nồi đồng đó, hình em thấy vẻ à, đó, mâm đồng, nồi đồng, à, chậu thau, mẹt, rổ, các kiểu đúng không? Các kiểu luôn, ABC các kiểu. Rồi, ra, gõ, quang khắp xóm làng, để con gấu này nói sao? Nó sợ hãi mà nó nhảy ra. Cái họ gõ gõ để lát còn 2-3 tiếng sau nữa sao? Nó nhảy ra thiệt, nó mất thiệt. Cái họ nói, ô, mừng quá, mừng quá. Mình đã đuổi được gấu đi rồi. Đuổi được gấu đi rồi. Rồi, rồi lần sau á, cứ bị nghiệp thuật hay cứ sao? Cứ lấy gõ tiếp nữa, thấy cái hiệu quả. Thật ra có phải vậy không các em? Có phải như vậy không? À, vô tình thấy đúng như đúng không? Rồi thấy hiệu quả cho mình lấy son nào, mình gõ cho nó nhảy ra. Nhưng thật cớ là sao? À không, đó, người ta hình mô phỏng là em thấy hình thì hình đó không phải như vậy. Và bây giờ khoa học đã tìm ra được nguyên nhân và do thấy là nghiệp thực là đúng không? À, đặc biệt là mấy người cổ dân rồi nữa ha, à, nhảy múa tùm lum la hét rồi trời đất hết. Ủa các bạn này giơ tay cái gì không ha? Rồi, thì bây giờ nghiệp thực là sao ha? Chúng ta sẽ tiếp tục nha, tiếp tục. Không hiểu nổi người xưa đúng không? Người xưa. Rồi, đây, thì chúng ta sẽ xem hiện tượng nghiệp thực như thế nào. Ha. Xem. Đây là cái hình ảnh mà cái mặt trời ở đây, trái đất ở đây, còn mặt trăng nằm ở phía sau của trái đất. À, lúc này trái đất đóng vai trò là vật cản, đúng không? Vật cản. À, em thấy hình vi. Rồi. Đó. Cái video người hơn. Khi mặt trăng đi vào cái chỗ này, thì lúc này á, em thấy vị trí nó cũng như thế nào đây? À. Rồi, tiếp tục thì lát nên thầy sẽ cho các em xem những cái đoạn sau. Đây là đó, hiện tượng nghiệp thực ha. À, nghiệp thực xảy ra như thế này. Lúc đầu chưa có, bắt đầu bị nè. Nghiệp thực. Lần. À, chia lại. Về người ta gọi là hiện tượng căng máu nè, các em ha. Hiện tượng căng máu. Chị có nghe nói căng máu chưa? À, với chúng ta mà lên YouTube thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm nha. À, lát quá đúng không? Lại không cho xem video đó. Rồi xem cái này đi. À, rồi nghe căng máu rồi đúng không? Rồi đây là mặt trời nè. À, mặt trời. Trái đất và mặt trăng. Thì các em thấy vị trí của ba hành tinh này như thế nào nữa? Lại là gì? À, và cái nào nằm chính giữa? Đó. Chưa? Thì chúng ta trả lời câu hỏi này. Nghiệp thực xảy ra ban ngày hay ban đêm? Thì dễ nhất rồi nè. Rồi vị trí như thế nào? Vị trí như thế nào? Và cái gì? Mặt trăng đã bị cái gì che khuất? À. Ừ, các em trả lời câu thứ nhất là chính xác hết rồi đó.
ban đêm mới có nguyệt thực ha, mình đừng có nhầm nó là ngày nha. Rồi, và vị trí ba hành tinh này như thế nào, vị trí ba hành tinh như thế nào? Thẳng, đúng rồi, thẳng hàng rồi, chính xác. Và mặt trăng đã bị cái gì che khuất? Mặt trăng lại bị chính là trái đất, đúng rồi, rất là tốt, em nhắn rất là nhanh rồi đó, trái đất che khuất ha. Rồi, và nhớ, và nó nằm trên một đường thẳng nhưng nó khác cái chỗ nhật thực, đó là trái đất nằm trên giữa nha, trái đất nằm giữa. Nếu các em không cẩn thận mấy câu này, một lát mình chơi menti hoặc là gì đó các em sẽ sai nha. Trái đất nằm giữa nha, trái đất nằm giữa. Và mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Được chưa? Và các em xem cái hình này nè, nó cũng mô tả như cái nãy thôi. Đó là cái hiện tượng nghệ thuật xảy ra, và lúc này gọi là trăng máu nè, màu trăng màu đỏ ha, màu đỏ như máu, sau đó nhả ra lần thì giống trăng giống màu đỏ giống máu, người ta tưởng con gấu nó ăn cái trăng đó, ăn cái trăng, nó cắn cái trăng người xưa tưởng như vậy đó. À đây có rõ đúng không? Vậy thì nghệ thuật xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Bạn Gia An hỏi tại sao cái màu đỏ thầy, thì đó cái phần khác nó dài dòng lắm ha, em tự xem video đi, tự tìm hiểu, em tự tìm hiểu trên mạng YouTube đây có nói rồi. Lúc đó ánh sáng, hiệu ứng ánh sáng gì đó nha. Rồi nghệ thuật thì chúng ta ghi câu này vào ha, nghệ thuật xảy ra khi mặt trăng đã bị trái đất che khuất và không được mặt trời chiếu sáng nha, không được mặt trời chiếu sáng đó là nghệ thuật. Rồi xong rồi hả? Tỉnh đi xong rồi. Rồi xong rồi. Rồi. Thì chúng ta sẽ vận dụng nha. Đây là mãi là vận dụng. Vận dụng. Vận dụng. Có câu hỏi này. Ở thí nghiệm 2, đúng không? Khi chuyển miếng bìa từ từ lại gần cái màn trắng, diễn màn trắng, quan sát xem bóng tối và bóng nửa tối thay đổi như thế nào. Tôi nghĩ là hai cái này gần lại nhau, bìa này gần lại gần màn trắng này, nó gần lại, hai cái này gần lại. Thì theo em cái bóng tối, bóng nửa tối thay đổi thế nào? À. Chắc là mình phải nhìn thí nghiệm nữa ha, mở đèn, dạ, yeah. Đấy, bóng nửa tối đây, bóng tối đây, phải hai anh, phải Phước Nguyên trả lời bóng tối sẽ nhỏ lại, còn bóng nửa tối thì sao? Dần hẹp lại, Nhật Thanh trả lời dần hẹp lại, rồi, các em đã dự đoán như vậy ha, giờ mình coi thử cái đúng không ha, tại hai anh nói là bóng nửa tối to lên hả? Sẽ thấy bóng nửa tối. Thảo My sẽ nói là sẽ thấy bóng tối và bóng nửa tối thu hẹp dần. Đó là những cái dự đoán của các em ha. Bây giờ mình sẽ xem nè. Rồi. Phải qua. Như vậy các em đây là đúng ý đầu tiên, đó là gì? Nó thu hẹp lại. Bóng tối nó thu hẹp lại. Còn bóng nửa tối thì sao? Bóng nửa tối thu hẹp đến nỗi mà mất luôn, không còn bóng nửa tối nữa luôn nha. Thì mấy em được đúng một phần đúng không? Bóng tối và bóng nửa tối bị thu hẹp dần lại đó. Khi tấm bìa gần màn trắng thì bóng nửa tối biến mất luôn, chỉ còn bóng tối. Được chưa?
là câu số 5 ở trong sách giáo khoa. Okay. Cái này chúng ta không cần ghi được, chúng ta có thể ghi sau cũng được ha. Bây giờ mình tiếp tục nha. Câu tiếp theo. Câu số 6. Hai câu có phần vận dụng. Đó. Ban đêm mà dùng một quyển vở che kín bóng đèn dây tóc đang sáng trên bàn sẽ tối luôn. Đó. Có khi mình không đọc sách được nếu mình dùng bóng đèn dây tóc. Nhưng nếu dùng quyển vở che đèn ống. À, đây là bóng đèn dây tóc này các em. À, còn đây là đèn ống. Đúng không? Mình dùng vở mình che đèn dây tóc. Mình đọc sách không được. Trên bàn nó tối quá, đọc sách không được. Nhưng mà nếu dùng vở mình che đèn ống thì vẫn đọc được. À, vẫn đọc được. Vì sao là cái sự khác nhau đó? Bạn Mai Thi trả lời rồi, giỏi quá. Khi miếng bìa thì trả lời cái câu lúc hồi nãy. Đó, giờ bạn nào trả lời câu này thì để cho một tí trả lời ha. Các em chú ý có sự khác nhau gì giữa hai cái đèn này ha. Dùng vở mình che cái ống đèn này thì có khi mình không có đọc sách được, tối quá. Các bạn trả lời rồi đây. Thảo My, vì bóng đèn dây tóc là nguồn sáng nhỏ, sáng hẹp nhỏ. Khi lấy tập vở chi thì ánh sáng từ nguồn sáng có thể không truyền tới sách. Trang sách bị bóng tối, không đọc được. À, Mai Thi trả lời gì giỏi rồi. Vì cái này là nguồn sáng nhỏ, cho nên mình dùng vở chi thì nó sẽ xuất hiện bóng tối. Vì ống nó to hơn, nên ánh sáng nó nhiều hơn. Mà đây là nguồn sáng lớn, mình chi không hết được. Mình chi thì mình vẫn còn bóng nữa, nửa tối. Đúng không? Nửa tối mình đọc được. Ờ à, đây, tối em trả lời đúng rồi đó. À, đây, số mình trả lời đúng rồi. Ok. Mình chú ý là đây là nguồn sáng nhỏ, tạo ra bóng tối. Còn đây là nguồn sáng lớn, thì tạo ra bóng nửa tối. Mà bóng nửa tối thì mình đọc được, mình vẫn đọc được. À, được chưa? Mình chú ý vậy. Trả lời rất là dài đó. Đó. Vì kích thước của nguồn sáng của đèn ống là lớn, nên khi ta che thì ánh sáng từ đèn vẫn còn tạo ra ít nhất là gì? Là bóng nửa tối. Nên ta vẫn đọc sách được. Còn cái đèn này thì sao? Kích thước nó nhỏ quá, mình che thì nó sẽ có bóng vậy, bóng tối luôn, không được tạo ra bóng nửa tối được. Đó. Nên mình không đọc sách được. Chà. Nhưng mà cái câu nó dài á, nhưng cái anh nhớ lại này, bốn cái chính. Thứ nhất này là nguồn sáng nhỏ tạo ra bóng tối. À, cái này nguồn sáng lớn tạo ra bóng nửa tối. Và như vậy là các em có thể tự ý của mình trả lời đủ bốn cái từ khó đó là thầy cô sẽ chấm cho các em được điểm tối đa, không có sao hết. Và cái cách suy luận của mình nó sẽ không được, nhưng nhớ có bốn. Ở các em muốn chụp lại thì chụp, à, các em có thể chụp lại nè, hoặc là có thể lên trên YouTube đó thì đưa lên mạng là các em xem lại cũng được. Không sao hết. Nếu mình ghi không kịp. Bạn nào vẫn còn mở máy TV. Rồi được rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tục phải là chốt lại bài hôm nay. Là chúng ta gồm có những kiến thức này. À, những kiến thức này là bóng tối đây. Đây, bóng tối nằm ở phía sau vật cản, nhớ là không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới nè, đúng không? Rồi bóng nửa tối thì cũng nằm ở phía sau vật cản luôn. Nó chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới. Và chúng ta nhớ về nhật thực và nghiệp thực. À, nhật thực thì có hai loại là nhật thực toàn phần, là nó quan sát được ở chỗ có bóng tối của mặt trăng trên trái đất. Rồi, nhật thực một phần là quan sát được ở chỗ có bóng nửa tối của mặt trăng trên trái đất. Và nghiệp thực thì người ta không có nói một phần, hai phần vậy, người ta nói nghiệp thực thôi, thì mình học nghiệp thực là xảy ra khi mặt trăng bị trái đất che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. À, về những câu vận dụng mà các em thấy.
Và kêu lưu ý mình cũng phải nhớ thêm là khi có hiện tượng nhật thực hoặc nguyệt thực thì ba hành tinh này đều là thẳng hàng nha, thẳng hàng. Và khi nhật thực á thì cái này nằm giữa, phải nhớ đừng có lộn nha. Nhật nguyệt thực thì cái này nằm giữa, chúng ta lộn ta xài nha, thì nha, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần làm bài tập, hướng dẫn các em làm bài tập, sắp bài tập luôn nha. Hướng dẫn kia là tập luôn. Giờ mình giải lao khoảng 5 phút ha. 5 phút, 10 phút đi. 9 giờ 15 mình sẽ làm bài tập nha. Các em muốn giải lao không? Giải lao khoảng 9 phút đó. 9 giờ 15 mình sẽ vào hướng dẫn làm bài tập. Được chưa? Dạ, có thôi. Giải lao tí đi ha. Rồi mình sẽ giải lao, thầy cũng nói nhiều với mệt. Giải lao tí khoảng 9 giờ 15 nha. 9 giờ 15 mình quay lại cái máy. Bây giờ mình chạy ra ngoài sân, mình chạy nhảy đi. Mình tập thể dục đi. Thầy cũng đi làm tập dục đây. Dạ. Sau khi thầy giải bài tập xong, các em có muốn mentee không? Thầy chuẩn bị mentee rồi, thi mentee luôn nha, cho vui nha. Ok, dạ. Mentee rồi, thi mentee. Bây giờ mình giải lao, nhớ vận động đi, đi vận động đi.